lên đâu. À, chào cả nhà nha. Hôm nay mình xuống nhà cô Tám đây làm món cá nướng chui bằng gươm nha cả nhà. Cá lóc chui gươm. Đây, chào cả nhà coi chú Lê Minh ơi. Chui. À, xin chào. Đây là chú Lê Minh quê lóc nha cả nhà. Đây là cô gốc chợ quê. Gốc chợ quê. Rồi anh Lê Minh Vlog nè. Lần đầu tiên mình thui cá chui này, cái này là cá chui nè, lần đầu tiên mà thực tế nè. Xem các bạn nướng nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên mình nhìn mình trực tiếp nướng đây. Chú hỏi đây gắt gần á. Bay cho. Cái này mà tắm trắng sao ha, để chịu nổi hả chứ không? Cái này quấn này sao mà nó khô được cái này ta? Nó nguyên củ vậy đó anh. Dạ, tại cắt lúa đó, mùa khô cái người ta quấn khô luôn à. Đang nướng. Dạ, máy quấn hả chú? Cái này mình mua à? Dạ, mua. Một cuồng vậy là có mùa thì 25.000, 30.000 cuồng không chừng. Trời ơi, cuồng này mắc dữ vậy em. Nướng được 2 lần, 2 lần, 3 lần. Nướng cá này tới 25.000, nướng lên hết luôn. Không, được 2 lần, 3 lần. Thấy vậy chứ, chín rồi, chín cá rồi chú. Chín rồi đó, nó còn than mà. Nó còn than, than đủ hết à. Ô, khói bụi bay quá cả nhà ơi. Vậy mới ngon chứ, cực chút mới ngon. Rồi bên đây nè là chú Hoàng Minh TV 1964 nè cả nhà. À, chào cả nhà. Hôm nay chú Hoàng Minh với cô gốc chợ quê với chú Lê Minh Vlog lạc vào cánh đồng quan của cô Tám Vườn Quan nha. Để đi phá làng phá xuống. Mình cái này như là mình ủ nó trọng lên. Ủ nó mà nóng nó trọng đó. Ai vô nhà cô Tám Vườn Quan quậy nè cả nhà ơi. Trời, thấy cái tướng cô gốc chợ quê mà đứng mà nướng cá không cả nhà, ấy gom nướng cá nè thấy không? Thấy cái tướng đã không? Một bên thì dừa này giống cô gái dân đứng bên tre. Chắc chín rồi quá anh ơi. Chín rồi, cái than nó hết là chín rồi. Chín nó lạnh. Nó nóng chậm anh ơi. Nóng dữ lắm. Chút xíu nữa đi, chút xíu cho tăng. Cứ đổ lên. Đổ nó đi. Thấy em không biết em còn đâm khều nó ra chứ. Không. Để nè. Không. Đấy không. Để cho nó chín đi em. Anh em khều lên cho nó cháy. Trong rồi cái mình chặt chào lá chuối ha. Anh giữ lên. Để Dương mà làm đúng, để lá chuối ăn mới đúng. Tám nó cạp, nó cắn á. Nó bẻ còn lá chuối nó cạp. Trời ơi, mồ hôi đổ nhảy nhảy luôn cả nhà ơi, nhưng mà vui lắm nha. Mình quay về tuổi thơ á. Cái này không có tuổi thơ, bây giờ mà không có ăn tuổi thơ. hồi xưa anh nướng mày ruộng mày đồng á. Ở Vũng Tàu á, nó đào cái kênh á, nó thả hai cá xuống rồi nó cho mình xuống với bắt lên tí rồi à. Nó 250 ngàn. Tự đi bắt hả? Nó thả nó đào rồi làm cái mô hình vậy đó mà. Nó thả như là mô hình cho mình xuống mình chỉ bắt cá để nhớ lại quê hương rồi đó. Dạ. Chị xuống chị thí chị bắt cá em nó mệt rồi nó chết rồi phải tốn 250. Bắt cá không 250 ngày. Đó nó mua mà chơi vậy thả chứ không? Dạ. Đó để cho mình trải nghiệm. Đây. Cái chị áo vàng là bà xã của Lê Minh đó cả nhà. Rồi cái bác đứng đó là mà má của cô Tám Dừa Hoa. Đó, đang xem nướng cá nè. Đó, ông Lê Minh. Lê Minh đang nướng cá cùng với gốc chợ quê. Đây bà gốc chợ quê nè. Thấy bà còn hấp dẫn ha. Bà đẹp ha. Thấy cái tướng bả biết đẹp rồi thấy chưa? À, nướng cá là biết ngon hả? Chưa nhìn thấy cá mà đã biết ngon đâu rồi. Thôi, ok rồi. Quay sát đi, quay sát cái da cá kìa. Lần đầu nhìn chui cá như này em. Quay sát kìa. Nhìn chui á. Con cá nó lòi ra nước da luôn rồi nè. Sọt cá cũng cầm luôn nha má. Là chín rồi hả? Dạ, chín rồi. Bắt đầu khều ra nè, khều ra nè. Rồi, khều ra đi. Trời ơi, than nó hừng này mà. Còn nóng nữa không? Có con này là gì? Dạ hai con. Đâu? Chắc nó nằm dưới này rồi đó. Đó, nằm đó. Nó gãy cây. Trời ơi, nó gãy cây rồi nè, đây các bạn nè. Đó,
nứt da kìa. Tính nó mất hết con cái ai vậy, nó không chạy đâu. Tưởng đâu đốt cơm nãy giờ mất con hả? Chạy mất con hả? Tính vợ đậu mà lộ không dịch vậy đó. Lộ không dịch con heo mà. Cả nhà ơi nè. Đây bùn không nè, đào đất nè cả nhà, chứng tỏ nè, bùn không. Vậy mà ăn không ngon thôi. Mày nói gì nữa. Công sức ăn mình làm. Phải ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Trời ơi, mấy má. Tới rồi. Rồi xong nè, rồi giờ lấy ra. Bây giờ có để mấy chén ớt mẹ nó quê. Đây. Wow, rút ra luôn, cầm cây luôn mọi người ơi. Cái cây ta để này ta cầm nè. Rồi, đã lấy gom á, cái mình chà vô. Thấy không? Ngon chưa? Chà vô con cá. Rồi, chà gom đi, chà gom đi. Đưa đây cho tôi giật giống như giật cua hồn mẹ. Mẹ đi. Rồi xui ra chà cua. Bà thấy bà xui bà thấy bà chịu không nổi rồi, bà đòi giật con cá chạy nè cả nhà. À, bà này nè. Đó. Đang tháng cô hồn. Cúng mà nhiều cô hồn quá đi. Bà nói rồi đâm muối ớt ăn tại chỗ luôn. Lẹ đi. Bà thấy ngon quá rồi. Ngon quá rồi. Bà chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Bà chảy nước miếng từ lưa cho rồi. Đây, nó vàng ôm mọi cả nhà ơi. Thấy chưa? Bà tắm mà làm ngon quá trời. Em xinh tươi như bông như hoa. Mà ở trong để đi trà. Mà ở trong em là trắng tinh khôi nha cả nhà. Rồi bỏ xuống trà khác đi. Lâu quá. Người ta đang thèm mà. Người ta đang đóng phim. Đóng phim trời. Rồi đó. Rồi một chút đi, gán đi. Gán nuốt nước miếng lại một chút đi. Đạo diễn chưa có cho. Đạo diễn chưa cho phép. Bài bản chưa. Cá này cá lóc đầu đúng không? Dạ ở đồng thôi chứ không chưa chắc là đồng. Đâu có trên này mà. Dạ ở đồng nhưng mà sợ nó nuôi á chú ơi. Không có nuôi. Không nuôi đâu, cá nhỏ này đâu nuôi gì. Cá nuôi là cái loại ngắn mà nó đua to đùi như sợ. Cá đấy 100% nuôi. Wow. Cá này nuôi. Thì nó mua thì nó la bán cá lóc đồng đó mà không biết có đồng hay không chú. Không có trên này là cá lóc đồng. Rút ra mọi người ơi. Bỏ vô nhà đi chứ nắng quá rồi. Vũ lá chuối cái bỏ vô. Bỏ để lại. Đó, bỏ lá chuối mới hấp dẫn. Đó, để đâu có dơ rồi sợ. Rồi, vô. Nó nhát thì dở mà sắm tù nó lâu. Nó lâu. Rồi bây giờ bưng vô nè. Ủa cái này mình đi luôn coi có ai rượt mình không ta? Không, bảo đảm đi không khỏi đâu. Đi không khỏi chị Hương đâu. Rồi vô nhà đi. Đi vô. Bước nhanh cũng được. Rồi đi qua nó đừng có bước lỡ cái này bất ngờ té. Rồi bước vô. Trời ơi, coi bả sắm tồn tôi kìa. Bây giờ cá bơi đâu người chạy theo đấy. Đây đây con nấu anh luộc ốc nữa nè. Bóng kho tiêu nữa nha cả nhà. Đó, cá bóng kho tiêu đâu giống nhau đúng không? Kho tổ để bỏ vô cái tổ chứ kho tổ. Đi tổ đều giống nhau hết. Đều giống hết mà tại bỏ khác cái nồi thôi, cái này cái chảo. Công thức giống nhau. Công thức đều giống nhau. Công thức đều như nhau. Đó, cá nướng chui là hấp dẫn quá. Rồi chuẩn bị mời cả nhà ăn nha. Chứ còn món ốc vui nữa kìa, ốc vui. Còn món ốc bu nữa. Rồi vậy chờ nha cả nhà. Tao quánh giá hả? Đó, giờ mình đang bằng xả ớt rồi đang mình làm nước mắm. Ê vậy nói ớt cho xin chơi ớt. Ốc bu. Ớt vô nó mới đẹp. Đó ớt bọc ớt đó. Để sóc lên nó quay Hương ơi, cho nó nóng đi sóc lên nó quay. Cháy được rồi, ai ăn cay thêm đi chứ. Cái gì ớt không có cay. Thôi, không. Ớt mà không cay. Thỉnh Vũ ai ăn ớt sao?
Hương mang ớt dữ lắm, phát hiện ra rồi. Luộc ốc ơi mọi người ơi, lá xả nè, lá bưởi, lá ổi. Mình bỏ miếng muối vô thôi chứ mình không có đổ nước gì nha, tự nó ra. Sắp lên vậy nè. Đó, để lại. Món này dám nhức nách này. Rồi xong hết rồi nhà ơi, mình dọn lên bàn nha, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị mời cái nhà dùng với mình nha. Ồ, không để 1 trái hả? Dạ, lóc, nướng, ba trái, chui, ăn với bún, không, rau, sống, ốc. Chị Xu chịu hết nổi rồi. Ốc, luộc. Chị Xu chịu hết nổi rồi. Đây, chị Xu về riêu. Rồi mời cái nhà ăn với mình nha. Nè nè nè, ốc nè, ốc nè. Bắt qua thử coi. Quá ngon. Ngon các bạn. Cái mùi ngon. Thơm cái mùi mè. Thơm cái mùi mè này. Bọn này nó quán xả nè. Thơm quá, từ từ. Khi mình nhai xong mình nuốt xong một lúc, lúc đấy nó ngấm vào, lúc đấy nó nhức nách. Chứ ăn cái nó chưa có nhức tại vì nó chưa thấm các bạn ạ. Nó phải thấm nó mới nhức nách. Rồi. Rồi cho hai quay cho hai bạn, tôi đứng quay tới chiều luôn cơ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ngoài ăn gì đấy cho ngoài ăn đi con. Đây nè, cái món này nè. Cái món này là cái món món ốc nè các bạn nè. Về quê là cái món ốc này, cái món đặc sản đấy các bạn. Các bạn ở thành phố về thì mà về được quê để mà được gặp cái dịp ăn những cái món này. Và món cá thui kiểu mình quê dân dã này đâu có đơn giản các bạn. Cả vấn đề. Có. Món này là trong cái thật á. Ừ, nước mắm chấm nước chấm đó. Nước mắm này là nó mắm mẻ. Mẻ. Ốc nó chấm mắm mẻ. Hai bánh tráng đi chú ơi. Dùng mình các bạn. Quá ngon. Dùng mình. Chỉ còn câu đó thôi. Nhức nách luôn, nhức nách luôn. Ngon, ngon đến nỗi mà ba má nhìn cũng ra luôn á. Ngoại ăn đại đi ngoại ơi, chứ ngoại chưa ăn con không dám gấp mà thì con cũng chảy nước miếng bây giờ. Bây giờ hồi nãy giờ là mình mới thử thôi. Bây giờ mới mời các bạn cùng chung vui với mình nhé. Các bạn thì ở đây có kênh của Hoàng Minh với của cô Tám Hồng Hoang. Em hôm nữa. Hôm nay vợ chồng Minh ở Vũng Tàu lên đi phá ngoại hồ ngoại nha. Tám gì nữa kìa, bên kia tám gì nữa? Góc. Góc chợ quê, đây góc chợ quê. Cái này góc chợ quê. Chứ không phải là tóm xe lửa. Đem vừa đi vừa ăn cái đầu tôi cũng quất cho mình tới bên đó luôn á. Tàn cua kìa, tàn cua. Ốc này là còn tầm vỏ mà, ốc vỏ mà. Vỏ không à. Gặm cái đầu cuối cùng. Hai cá lóc có hai cái đầu, yếu quên hai con có hai cái đầu. Bỏ quất hết trơn. Nghe mình mà một đống ốc này nè. Dành ăn với chân. Rau nè, rau nè. Nhìn rổ rau nè các bạn này, nhìn rổ rau nè. Sạch không à. Đó. Con nè. Ba rổ rồi đó mà còn nhiêu đó. Đó, sạch hết rồi đó nè. Đây nè, ốc nè ăn luôn vỏ luôn sao kết vỏ vậy trời. Để vỏ đây. Vỏ đây đây đây, vỏ đây nè. Trời anh Lê Minh mà làm một đống vỏ vậy luôn á anh Lê Minh. Ờ đây nè nè, vỏ nè. Không ông quay bên kia. Vỏ hết rồi đó. Bên đây ghê, mới đóng vỏ mới ghê kìa. Ờ, mới giữ đó. Tâm hồn. Rồi video tới đây kết thúc nha cả nhà. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bye bye. Bye bye.